Hello, xin chào các đồng chí, anh chị em, các bạn thân mến của Lê Minh từ miền quê hương đất nước Việt Nam thân yêu. Cuộc sống mưu sinh thì ở đâu cũng phải làm. Sẽ vì hôm nay mình like là có một cái anh bạn này tên là Trần Đô là một tài xế sống ở Phú Quốc, Kiên Giang. Anh ta follow mình cũng theo dõi mình nhưng mà anh ta rất là bực mình khi mình chia sẻ những cái về những cái gì về cuộc sống ở quê hương đất nước. Cái là anh ta nói tại sao khen Việt Nam dữ vậy, sao không bỏ quốc tịch Mỹ về Việt Nam mà sống vĩnh viễn luôn đi. Thì mình nói chung mình cũng là công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Mình cũng sống ở Việt Nam, cũng làm việc ở Việt Nam thôi. Còn ở Việt Nam mình nói mà khen á, thì đất nước mình mới phát triển, đổi mới, nó cũng có những cái hay thì nó cũng có cái dở. Ở bên Mỹ nó cũng vậy thôi anh chị các bạn. Bảo là tôi chê Mỹ, có nhiều người nói tôi chê Mỹ nói xấu nước Mỹ thế này nọ, những thành phần mà họ họ cuồng Mỹ đó. Thật sự ra những gì tôi chia sẻ nó cũng nằm trên cái vấn đề mà truyền thông thông tin xã hội Mỹ, và tôi cập nhật trên đó và những gì tôi thấy, tôi nhìn, tôi nói thôi. Mà mình phản biện lại những cái luận điệu xuyên tạc của những thành phần xuyên tạc chống phá đất nước ở hải ngoại thôi, chứ không phải là tôi đem nước Mỹ tôi nói xấu hay là đem Việt Nam ra khen. Việt Nam cũng có rất nhiều những cái nan đề, xã hội nào cũng vậy, đất nước nào cũng vậy, nó cũng, nhưng mà tại vì ở Mỹ tôi sống và mình sống dưới cái nan đề và mình sống với cái xã hội đó, mình đã quen rồi, mình thấy nó bình thường thôi. Còn những người dân trong nước khi mà những nan đề của xã hội Việt Nam á, nó mới vừa xảy ra đó, thì các bạn thấy cái đề là cái nick của các anh bạn các bạn thấy mình nói mình có dẫn chứng cho các bạn hay. Thì cái anh bạn này anh nói là mình khen Việt Nam thế này thế nọ đâu. Ở Việt Nam nói chung thì cuộc sống mưu sinh, phải làm thì mới có ăn. Nhưng mà ở Mỹ, hồi xưa tôi mới tới Mỹ vậy, tôi cũng phải làm chết mẹ luôn á. Các bạn biết tôi đi làm bồi bàn mà cho Mỹ, cho mấy cái nhà hàng của Mỹ, mấy câu lạc bộ á, bạn, các bạn, anh chị, các bạn. Rồi vất vả lắm, chăm bề, rồi dành dụm, rồi kiếm tiền, rồi đi học, chàng ơi, đi học rồi nội trú ở trong trường, các bạn biết. Rồi bị người ta ăn hiếp, rồi bị thế này, cuộc sống mưu sinh mà lên bờ xuống ruộng, các bạn biết vất vả lắm. Nhưng mà mình biết chịu khó, chịu rồi vấn thân, rồi mới có được cái cuộc sống nó ổn định. Biết cần kiệm, rồi chụp lấy những cái cơ hội, ra trường rồi đi làm, rồi kiếm cơm. Nhưng mà sau này cái cuộc sống đất nước, kinh tế Mỹ nó bấp bênh, rồi nó không còn như mình mong muốn, mà mình quay trở về quê hương, đất nước mới phát triển và đổi mới, thì mình tìm lấy cơ hội ở quê nhà. Với lại cái lợi thế khi mà mình sống ở Mỹ, mình biết cần kiệm, mình làm ăn mà mình sống đó, mình cần kiệm, cái đồng đô la nó lớn, nó chênh lệch với Việt Nam quá nhiều đi. Chứ ở Mỹ mà các bạn biết, không có cần kiệm thì đồng tiền nó tôi nói nó còn chật vật hơn Việt Nam gấp trăm lần. Tại vì cuộc sống mưu sinh ở Mỹ, các bạn biết đời sống nó cao, cái gì nó cũng rất là tốn kém. Bước ra cái mua đồ, ngay cả đi mua đồ ăn hay là về đời sống vợ hàng ngày cũng vậy, nó tốn kém lắm. Đụng vô cái gì cũng tiền không, chứ không phải Việt Nam. Thì khi tôi nói với anh chị các bạn, ở Việt Nam nhiều người trong gia đình, anh em đồ còn giúp đỡ lẫn nhau, nhà cửa mưu sinh đồ, sống chen chúc với nhau, nương tựa nhau. Còn ở bên Mỹ nó không có, các bạn. Đời sống người nào người đó đấy lo, hồn mai nó giữ
các bạn biết những cái đứa trẻ ở bên Mỹ vậy, 18 tuổi là nó đã phải biết tự lập rồi, nó mưu sinh rồi, nó đi ra nó làm cho mấy cái tiệm fast food, nhà hàng, quán đồ, nó kiếm sống, rồi bắt đầu nó học hành, rồi nó tự mưu sinh, nó đứng trên đôi chân của nó, và nó phải làm việc cực lực và vất vả để nó tiến thân. Chứ đâu phải là các bạn nghĩ ở bên Mỹ là thiên đường đâu. Có nhiều người người ta thành công trên lĩnh vực mà làm ăn kinh doanh được cũng vậy, nhưng mà các bạn ơi, nó cũng trăm bề lo toan, bởi vì tiền lớn thì sống lớn. Tôi nói ở bên Mỹ, một cái người mà có được mất cửa tiệm nhà hàng hay gì, ngàn ơi, phải lo toan đủ mọi thứ đó, chứ đâu phải giỡn. Làm từ sáng đến chiều tối, làm vất vả mới dành dụm được cái đồng tiền. Khi mà kinh tế khó khăn thì tôi lại chăm bề vất vả. Ở quê nhà thì cuộc sống tôi thấy có nhiều người, tại vì họ lao động rồi với đồng tiền mà họ kiếm, cái sự chênh lệch nhau với lại những cái mô hình xã hội phát triển ở Việt Nam đó, họ theo không kịp thì bắt đầu quay qua họ bất mãn, họ cảm thấy tại sao họ không có được những cái cuộc sống mà vật chất không được như vậy, thì họ quay qua bắt đầu họ bất mãn cơ chế, bất mãn những cái mà xã hội nó đang xảy ra, rồi nghe mấy cái thành phần mà chống cộng ở hải ngoại nó lên mạng, nó tuyên truyền đấy, các bạn biết không, nó lên mạng, nó ca ngợi cái nước Mỹ đó. Nó cho ăn cái bánh vẽ, ngồi đó mê phái. Bởi vậy khi tôi về, tôi tiếp cận với một số những người mà dân mà gọi là lao động phổ thông đúng vậy, họ cũng mơ nước Mỹ lắm. Các bạn thấy những cái buổi live stream tôi cách đây hơn một tháng đó, cái anh mà sống tạm ở cái chòi mà tôi dựng lên đó, đấy, anh nói ngay cả con chó mà nó còn đi được Mỹ nó cũng đi nữa, họ mơ về nước Mỹ. Nhưng mà đâu phải dễ đâu anh chị các bạn, có nhiều người họ làm lụng khi họ xa cơ thất thế ở bên Mỹ, các bạn thấy họ sống vô gia cư, ý là họ đóng thế vào trong cái quỹ phúc lợi xã hội ở Mỹ rất là nhiều, nhưng mà trong vấn đề mà kinh tế khủng hoảng và nước Mỹ ngày càng nó thâm hụt những cái ngân sách quốc gia đồ, anh chị em các bạn thấy những người dân khi mà họ cơ nhở họ vất vả còn hơn cái dân Việt Nam trong nước nữa. Các bạn thấy những ngày mùa đông giá rét, rồi những ngày mùa hè nóng bỏng, họ sống không nhà không cửa, cái phúc lợi xã hội nó không có đủ để đặng mà cung cấp cho những cái người mà dân Mỹ khi họ cơ nhở, rồi họ sống lang thang lây lất ở ngoài đường ngoài xá, nó tạo ra những cái nan đề xã hội. Còn Việt Nam của mình, các bạn thấy cái cuộc sống mưu sinh, người dân họ tự đứng trên đôi chân của họ, ngay cả tôi nói họ có thể đi bán vé số, họ đi làm những cái đi làm việc ở những cái quán ăn, hay là họ có chút kiến thức thì họ có bằng lái xe thì họ đi lái xe, giống như cái anh bạn mà tôi thấy tài xế ở Phú Quốc, Kiên Giang, Trần Đô gì đó mà phàn nàn mà nói tôi là bỏ quốc tịch Mỹ đi. Cái vấn đề quốc tịch Mỹ đó, khi mình sang đó mình sống đó, thì mình làm, mình đóng thế cho thằng Mỹ, anh có quốc tịch Mỹ đó, thì sau này anh mới được hưởng thôi những cái tiền thế thì anh đóng vào trong đó. Tại ở bên Mỹ đóng thuế không phải như Việt Nam, đóng rất là dã man. Anh đi làm là nó đóng, nó lấy cái tiền thuế ngay lập tức, nó trừ ra ngay lập tức khỏi cái tấm ngân phiếu mà anh lãnh hàng tháng hay hàng tuần, chứ không phải như Việt Nam. Nó trừ trong đó, nó trừ phúc lợi xã hội, nó trừ bảo hiểm, nó trừ những cái mà thế má, thế lợi tức, thế liên bang nè, rồi thế tiểu bang nè, rồi các bạn thấy ngay cả tiền điện, tiền nước, tiền ga,
tiền điện thoại là nó cũng phải trừ thuế, trừ đủ thứ thuế trong đó, thuế rồi phí, phí này phí nọ. Các bạn thấy cuộc sống mưu sinh rồi dư được bao nhiêu, phải làm. Chàng ơi, hồi xưa tôi mới đến Mỹ cũng làm chết mẹ chứ đâu phải các bạn nghĩ đâu, nhưng mà tại vì mình biết cần cù, mình biết cái siêng năng thì mình dư ra được. Rồi nhờ vậy sau này cầm về Việt Nam thì mình có được cái vốn, mình có được cái vốn để mình tiếp tục về quê hương mình làm, muốn sinh sống thôi. Ở Việt Nam này ở đâu anh cũng phải làm, không phải phải bỏ quốc tịch đi thế này nọ. Cái chuyện quốc tịch đó là quyền lợi của mỗi một cá nhân. Khi mà anh đóng thuế quá nhiều cho một cái đất nước đó thì anh phải được được hưởng, khi anh tuổi già anh được hưởng được cái quyền lợi đó. Nếu anh không có là coi như anh đóng bao nhiêu là trôi sông trôi biển hết chứ đâu phải giỡn đâu. Các bạn thấy đó, nó chỉ có vậy thôi chứ rồi đâu, chứ có gì được. Mà phải mà lên mạng phải bỏ quốc tịch Mỹ đi thì anh nói thì tôi mới tin. Chàng ơi, tôi chia sẻ những gì tôi thấy thôi, chứ còn anh tin hay không tin là quyền của anh thôi. Chứ không lẽ tôi lên đây tôi phải ngồi đó tôi năn nỉ anh để anh tin những gì tôi nói? Tôi không bao giờ nghĩ như vậy. Bởi vì cái xã hội ngày hôm nay, cái cuộc sống con người ta không có ai mà thay đổi được lòng người hết, chẳng ai thay đổi được ai hết. Mình chỉ chia sẻ cái quan điểm của mình để mình có thể tìm hiểu, mình quân bằng cái cuộc sống mình ra cho nó tốt hơn vậy thôi, chứ có gì đâu mà phải bỏ quốc tịch Mỹ đi rồi anh nói tôi mới tin anh. Chàng đã coi cái đó là cái sự gọi là nó ấu chỉ, nó làm sao đi, nó giống như một đứa trẻ con, giống như đứa trẻ con chơi 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 bắn bi rồi không thích nhau, rồi bắt đầu kệ nể nhau. Bạn thấy cuộc sống mưu sinh mà ở Việt Nam, tôi nói cái gì tôi làm mình phiền cái cửa. Các bạn thấy về tôi cũng phải làm á, tôi làm đầu tắt mặt tối, 6 giờ khi 5 giờ là phải dậy phải làm, chứ đâu có phải là ngồi đó ngửa bàn tay ra ông chính phủ Việt Nam ông phải cho tôi hay là này nọ. Rồi các bạn biết nhân viên nhân công người ta làm mình cũng phải phụ với người ta cái này cái nọ, chứ đâu phải mình bỏ chút đồng tiền ra là mình làm cha thiên hạ đâu. Thế thôi thì mình cũng chuẩn bị làm công việc đây anh chị các bạn, cuộc sống mưu sinh mà sống ở đâu cũng phải làm thôi. Nhưng mà mình may mắn là gì, làm mình có được đồng đô la mình cầm về Việt Nam thì nó lớn thôi, chứ tiêu ở bên Mỹ tôi nói bạn tiền nhà tiền cửa, nếu mà tiền thuê tiền bảo hiểm tiền xăng tiền dầu, chàng ơi nó đắt đỏ lắm chứ không phải giỡn đâu. Anh chị các bạn thấy tô phở Việt Nam, cùng tô phở ở Việt Nam mình là tô phở bình dân Việt Nam mình ăn chỉ có tôi nói cho 30.000 đi là ăn là ngon rồi đó, còn tô phở anh Mỹ 18 đồng, 18 đô đóng thuế đồ này kia nữa, 8.7% ở tại tiểu bang tôi ở đó. Các bạn thấy đi, rồi cái gì cũng phải thuế má, rồi cuộc sống nó tốn kém, tiền điện tiền nước tiền bảo hiểm tiền ga tiền ô thôi bill bộng đủ thứ hết. Tôi chưa nói bảo hiểm xe bảo hiểm nhà, mà bên Mỹ các bạn biết mua được cái nhà đâu phải là chuyện giỡn đâu. Có nhiều người nói ô tôi qua Mỹ tôi mua được cái nhà, tôi đã biệt thự này biệt thự nọ. Chàng ơi, biệt thự, nói đến biệt thự bên Mỹ rồi dân Việt Nam mình có cửa, ngoại trừ những tay mà đại gia đồ thứ dữ đụng vô một cái biệt thự bên Mỹ là nói đến tiền vài chục triệu chứ đô. Lên mạng nhiều ông nhiều bà qua Mỹ chụp lên cái nhà gọi là trát hôm, mấy cái nhà mà thường thôi, ôi biệt thự không à, về Việt Nam là còn là biệt thự không, nhà cửa bển là làm chủ cái nhà bên đó. Các bạn biết thuế má bảo hiểm
nói không mà tiền bảo trì bảo dưỡng đồ là muốn điên đầu rồi. Bởi vì họ, người dân bên Mỹ họ sợ mà khi mà cái cuộc sống họ bị bế tắc lắm, tại vì những cái tốn kém đó anh chị các bạn họ không có trả được, là đồng là nó bay, nó mọc cánh nó bay. Tiền thuế nhà bên Mỹ mà không đóng thuế thì tôi sẽ thấy biết cái nhà đó của ai, biệt thự đó hay này biệt thự nọ là của ai. Không có giỡn đâu, không có đùa giỡn với thằng Mỹ được đâu, tôi nói chị các bạn. Ở Việt Nam còn đùa giỡn được, tôi nói ở Việt Nam thì mình còn lách luật, còn năn nỉ xin này xin nọ để đặng mà cho nó qua cái thông cảm đồ này kia các bạn biết không. Còn Mỹ không có, luật pháp của nó là một là một, hai là hai, chứ không có một cộng một bằng ba được. Mình phải một tay nó vừa like một tay vừa làm công chuyện đủ thứ hết. Cuộc sống ở quê nhà nói chung thì mình cũng thấy nhiều người ta vất vả làm ăn. Tôi thấy mấy đứa mà nó làm hồ phụ hồ cho tôi rồi nè, tôi nói chị các bạn biết nó cũng vất vả nó làm, khi mình cũng thấy thương lắm chứ đâu phải mình biết chứ đâu phải là không. Mình là con người đâu phải con vật đâu. Các bạn thấy tụi nó làm hồ rồi đi kiếm tiền để sống mưu sinh trang trải từng ngày, mình hiểu chứ. Mình ở Mỹ mình sống hồi đó anh qua mình cũng lao động chân tay rồi phải vất vả, phải đi học rồi phải mưu sinh, phải kiếm tiền từ đó bằng cái trắng rồi cũng trắng tay các bạn thấy. Thôi một lần nữa mình xin tạm dừng ở đây. Xin chào quý bạn, xin các bạn trong diễn đàn lần nữa nha. Bye 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 bye.